Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kbiz 24h, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin về các sao Hàn. Ngày hôm nay có tin tức gì đáng chú ý, chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Mới đây, một số fan của BTS bắt đầu hoang mang khi mà Billboard đã không ghi tên nhóm nhạc trong phần credit của Private Love. Tuy nhiên, thực hư câu chuyện này là như thế nào? Trong vòng gần 2 tháng kể từ khi phát hành, Dynamite vẫn trụ vững top 5 đã là một điều kỳ tích. Trước đó, bản hit mới nhất của BTS đã có 3 tuần lễ top 1 và 3 tuần lễ top 2 Billboard Hot 100. Vẫn là một thành tích vô cùng ấn tượng với một nhóm nhạc nhà Big Hit. Và mới đây, có thể thấy rằng ở phần credit cho Private Love chỉ còn thấy cái tên Jo685 và Jason Derulo, không có tên của BTS, khác hẳn với phần credit tuần trước. Điều này đã khiến cho không ít ARMY cảm thấy khó hiểu. Nhưng đấy là do một bộ phận fan vẫn chưa hiểu kỹ về cách tính điểm của hệ thống Billboard. Điều này nằm trong luật tính điểm của bảng xếp hạng này từ trước đến nay nhằm ngăn chặn việc cùng một ca khúc có nhiều bản remix khác nhau nằm rải rác trên Billboard Hot 100, không quy về cùng một sản phẩm âm nhạc. Quy định này cũng giúp cho các bản remix khi phát hành sẽ được cộng hưởng với bản gốc, góp phần gia tăng chỉ số chung cho một ca khúc về tổng lượt stream, tổng lượt sale, v.v. Đây cũng chính là cách mà Big Hit đã khéo léo vận dụng để mang đến vị trí top 1 cho Dynamite trong 3 tuần lễ. Phát hành tổng cộng 9 phiên bản remix khác nhau, nhưng tổng lượt streaming và sale đều quy về duy nhất một sản phẩm âm nhạc mà thôi. Như vậy, do phiên bản gốc của Private Love đã có loạt chỉ số streaming, radio, v.v. tốt hơn bản mix, nên chiếu theo luật, Billboard đã lấy phiên bản có điểm số cao nhất để tính thứ hạng tuần này trên bảng xếp hạng. Chúng ta có thể hiểu rằng trong tuần lễ này, bản gốc Private Love có điểm số cao hơn phiên bản có BTS góp giọng trên Billboard đã thực hiện hành động như trên. Tương tự tuần trước là một trường hợp ngược lại. Trong tuần lễ đầu tiên ra mắt phiên bản có sự góp giọng của BTS, fan đã đổ dồn vào stream và mua đĩa do hiệu ứng tuần đầu, dẫn đến chỉ số bản mix vừa ra mắt đã tăng vọt, đặc biệt là về mảng digital sale, thế mạnh của fan K-pop. Chỉ số phiên bản kết hợp với BTS cao hơn cả bản gốc, thế nên Billboard đã chọn bản kết hợp để vinh danh vị trí top 1 Billboard Hot 100. Cần nhấn mạnh rằng dù BTS không được ghi credit trong tuần này, nhưng vẫn giữ được vị trí 1 Billboard Hot 100 mà không hề bị mất đi. BTS vẫn chính thức có 2 sản phẩm đạt top 1 Billboard Hot 100 là Dynamite và Private Love. Một trường hợp tương tự để các bạn có thể hiểu rõ hơn rằng Bad Guy của Billie Eilish vừa lên vị trí top 1 Billboard Hot 100, nhưng chỉ ghi credit duy nhất cho nữ ca sĩ sinh năm 2001, không hề ghi tên Justin Bieber, dù trong tuần lễ tính điểm, nam ca sĩ cho ra mắt phiên bản remix với đàn em. Lý do là bởi vì bản mix song ca giữa Justin Bieber và Billie Eilish có chỉ số thấp hơn bản gốc solo của riêng nữ ca sĩ. Trong trường hợp này thì chỉ có Billie Eilish được nhận top 1, còn Justin Bieber thì không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để liên tục cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Kbiz 24h nhé.